Good morning quý vị, hãy cùng mình đang có mặt ở thành phố Atlanta, bang Georgia, miền đông nam Hoa Kỳ, sáng ngày thứ ba, 12 tháng 11, 2019. Thời tiết đang mưa quý vị, nhiệt độ bên ngoài bây giờ khoảng 5 độ C. Và đang trên đường đi đến trường học tiếng Anh ở Downtown Marietta. Và bây giờ quẹo trái để lên đường Highway Canton Road. Và tốc độ đây cho là 55 mai một giờ gì. Trời đang mưa nên màn hình bị chấm nước cái gì thông cảm. Và dự báo thời tiết cả ngày hôm nay mưa gì và nhiệt độ xuống thấp nhất có thể là 22 độ F, tức là khoảng âm 5-6 độ C, đông đá đó. Và những cơn gió đã làm cho lá mùa thu ở Atlanta, Georgia bay khắp các đường phố. Mùa thu đã đến và mùa đông cũng sắp về. Đây là thời khắc quay clip đẹp gì. Now I'm on the Canton Highway to the Marietta downtown for cleanliness, and it's raining outside. And the maximum speed limit here is 55 miles per hour. It's the 8:20 AM now. Bây giờ là 8:20 sáng cái gì. It's the rush hour. Đây là giờ cao điểm nên là xe trên đường rất là nhiều. So there are many cars on the highway. Because all the people come for work early in the morning. And this is the first day coldest in the autumn, in the fall this year. Đây là ngày đầu tiên lạnh nhất và mưa thu của mùa thu nước Mỹ ở Atlanta năm nay. Đó, mùa thu có mưa, có gió gì thấy lá cây nó rụng. Đó là tạo hóa quý vị. Để chuyển sang mùa đông trơ cành ra. Để bỏ đi lá cũ và mùa xuân đến nó sẽ đâm chồi nảy mọc. Đâm chồi nảy lộc đó. Và một cái năm mới, một cái vòng tuần hoàn mới lại tiếp diễn. Cây cỏ cũng như muôn thú cũng như nhân loại không tránh khỏi quy luật đó gì. You know, in the fall there are many strong winds come from the sky and sweep all the leaves of the tree down, and it makes the tree come to the winter easily.
And in the spring, all the trees will make a new leaf and a new year begin. And that's a natural circle. And animals or human beings is based on this rule. And in front of the street, you see the downtown of Marietta. Ngày hôm qua là ngày 11 tây tháng 11 là ngày kỷ niệm cựu chiến binh Mỹ, nên mình đi đến các siêu thị, trường học, các nơi công cộng, mình sẽ thấy những cựu chiến binh Mỹ đã từng thập chiến ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, vân vân. Tâm mang mặc quân phục, rồi mang huân chương, cầm những bông hoa để tặng cho những người quan tâm, để nhớ rằng họ đã là cựu quân nhân từng đi tham chiến ở các cuộc chiến đi vào lịch sử của thế giới. Đó, ở đây có cái bảng tốc độ 35 thì có cái màn hình nó chụp, nó đo hồi nãy chạy là 33 miles một giờ. You know, yesterday was a day of veteran of USA Army soldier. On that day, the government and the citizens in the USA remember their support for the protection of the nation. So, in the public place, for example, shopping center or school, sometimes we could see some American veterans take some flowers to give of us in order to remind us that they used to be a soldier in the World War, for example, in Vietnam War or in Korean War. Rồi bên tay trái là ga xe lửa Marietta, là một trong những cái ga cổ lâu đời ở miền Đông Nam Hoa Kỳ. On the left hand side you can see the Marietta railway station. It's one of the oldest train station in the southeast of America. Và từ ga xe lửa Marietta, quý vị có thể đi về Florida, đi về miền Bắc nước Mỹ, đi về
North Carolina, đi về Virginia, đi về Washington DC, đi New York, đi về giáp với lại Canada gì, hoặc là đi về miền Tây Hoa Kỳ, hoặc Alabama, Texas, California. Và hệ thống đường sắt ở Hoa Kỳ rất là tân tiến và hợp lý, khoa học, vòng quanh nước Mỹ gì. You know, from Marietta Railway Station, you can take a train to the south or north or to the west of the USA. For example, from here, you can take a train to Florida, to the south, or to the north, to Virginia, Washington DC, New York, to Canada, or to the west, from here, can take a train to Texas or California. And the railway system in the USA very comfortable, very logical. So if you have free time, you can take a trip around the USA by train. Nếu có thời gian làm một chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ bằng xe lửa vậy. Và nó sẽ rất là thú vị khi mình thấy thay đổi khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng, phong cảnh của Hoa Kỳ từ miền Nam lên miền Bắc hay từ Đông qua Tây. And if you go around for traveling, in the USA, you can enjoy many beautiful landscapes along the nation. From the south to the north, you will see the landscape of the tropical weather, or the north weather, the cold weather, and the landscape change from the delta, the sea, to the hills, the mountain, from the hot area to the cold area, and somewhere you can see snow. Và nước Mỹ rất rộng lớn với 50 tiểu bang trải dài từ miền Đông châu Mỹ qua miền Tây, và nó giáp biển ba mặt. Bờ Đông là giáp với biển Đại Tây Dương, bên kia đó là châu Âu và châu Phi. Bờ Tây thì giáp với Thái Bình Dương, bên kia đó là Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Và nó trải dài gần 10 múi giờ, tức là miền đông của Hoa Kỳ đã là 8 giờ sáng, thì ở miền Tây Hoa Kỳ mới có nửa đêm thôi. Là một trong những quốc gia có 1 triệu cây số vuông đất liền, quốc gia lớn trên thế giới. You know, in the USA there are 50 states, and the nation spread out from the east to the south, and it have 2,000. In the east, it have Atlantic Ocean. And in the west, it has Pacific Ocean. And the time have changed different time in the USA. And it has a
about 1 million square kilometers. The USA is one of the biggest countries in the world. Rồi, đến trường học tiếng Anh rồi vậy. À, chúc quý vị ngày mới tốt lành, vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Tiếp tục ủng hộ kênh Hải Thông Minh. Đó, trường ấy học mùa này cây nó vàng, lá mùa thu. Và Hải thích đậu xe ở dưới tán cây màu vàng. Lãng mạn cái gì, đẹp. Ok, have a good day to you. See you, goodbye.